Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Sau mấy hôm mình không đăng video thì cuối cùng mình cũng lên được một video cho anh em. Sorry các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chơi chế độ hỏa lực nhá. Bắn máy bay nha các bạn. Cho nó lên trước nha các bạn. Chơi trên chín nhá, bay lên trời mới bắn nhau nhá. Chứ hiện tại đang trong tầm ngắm của mình bắn được luôn đấy. Với lại có mấy ông ấy thề chơi xấu tính thực sự, kiểu vừa chạm chân vào máy bay cái là xoay đít bắn mình luôn, không cho bay lên đi các bạn. Đấy, giời. Chơi máy bay vui cực. Mỗi tội trong map này hình như nó cho có 3-4 con thì phải. Khá là ít. Đáng nhẽ nó phải cho nhiều nhiều hơn thì chơi mới vui. Rồi, rụng rồi. Chế độ này ra nó cũng lâu rồi. Nhưng mà cái hôm mà mình có chế độ này thì mình không đăng video trên kênh được anh em ạ. Nó bị lỗi. Thế là đến bây giờ mình mới gọi là chơi chán, không biết chơi chế độ gì nữa thì mình mới lục lại cái này mình chơi. Thì chắc bây giờ anh em vẫn đang còn gọi là try hard trong chế độ Ultimate Royal, chế độ rank tối thượng ấy. Cái đấy chơi thì phải có team nó mới vui anh em ạ. Bắn trà trộn nó cũng hơi buồn buồn. Robot à? Càng thế. Con robot nó hơi phế nhau ạ. Mình cảm giác như thế. Dụng rồi. Tại vì ngồi con robot ấy bị tên lửa bay vào cabin được. Chính ra ở dưới mặt đất thì chỉ có xe tăng là ngon nhất này. Bị bắn người bên trong không chết. Này, bắn robot chưa rụng mà cười rụng rồi. Đây, nhiều xe tăng lắm. Nhưng mà xe tăng nó cũng dễ bị counter bởi xe bình thường nhá. Bạn chỉ cần bật phun lửa lên xong đâm thẳng vào xe tăng là nó không bắn được đâu. Phế cực. Nói chung là cái nào nó cũng có một cái để bị counter nhá. Không có cái nào là bá chủ cả. Nhưng mà mình thấy máy bay này OP này, trừ việc hết xăng ra. Ở tên lửa mặt đất né được nha. Nếu mà các bạn dùng hết pháo để pháo sáng để mà né tên lửa ấy thì các bạn có thể bay lên cao hơn, xong rồi lượn lượn là nó có thể né được tên lửa. Mấy ông này phải khóc thét. Cặp bộ này cứ luyện luyện bắn không trượt tơn nào anh em ạ. Nếu mà hết tên lửa thì dùng súng sấy cũng là mạnh nha. Ai à, cháy đây à? Cháy đâu bạn ơi? Úi giời ơi. Trừ người ra nha. Người thì có thể thoát được, chứ còn phương tiện thì phải để lại. Tịch thu hết anh em ạ. Góc bên này clear rồi anh em ạ. Vãi cả xoài thật. Hết này hơi buồn nha. Nó phải cho nhiều nhiều hơn tí bắn nhau nó mới sướng. Và bắn nhau tí hết rồi. Bắn lâu rồi. À đây đây. Phải gạt nó anh em ạ. Mình bắn nó xả đạn từ trời xuống cho các bạn xem nhá. Đâu ấy nhỉ? Đây. Đấy, trời. Ơ, vẫn còn này. Cho nó ra cứu đồng đội anh em ạ. Được rồi. Bú luôn. Chạy đâu con sâu này? Ô, chết luôn rồi. Không, chết con robot thôi. Người trong vẫn sống anh em ạ. Này thì sống này. Sống làm sao được. Người và xe đều phải bỏ lại. Sao mình nên gạt giò nó để lấy đồ anh em ạ. Hiện tại thì mình có mỗi cái máy bay thôi, chứ trên người chả có gì cả.
Để máy bay hết xăng là hết đạn là cũng cút luôn đấy. Bensin tí đồ nha. Ôi giời ơi, ngon thế. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi cướp bóc. À nhầm, đi lái máy bay tiếp nào. Rồi, nghệ chưa? Mình nghĩ bây giờ tiếp theo phải đi kiếm cái khu chỉ huy nha bạn. Khu đấy nhiều đồ. Với lại xem có chiến đấu cơ khác không. Mình đấu một tí là hợp lý. Tầm này mình chả sợ ai nha bạn. Chỉ sợ không có máy bay để bắn nhau thôi. Ôi, trong này vẫn còn. Còn xe nha bạn. Chứ người chắc chắn là làm sao mà hết được. Lụng rồi này. Có bạn nói cover nha bạn. Thịt nó. Ôi chết rồi. Mải nhìn nó kê lệch tâm anh em ạ. Thế luôn cái này mới bán iPad đấy. Là mình nhìn được nó là mình kê tâm là không thoát thằng nào luôn á. Mỗi tội không có tiền mua iPad thì em ạ. Mình chơi thế hơi cục không nhỉ? Dí bằng chết thì rồi. Ai ai ai. Hơi lệch nhà. Không sao, lên được em ạ. Mấy tay này không có tên lửa hay sao ấy. Sao nó chả bắn mình cơ. Lúc đầu chắc nó bắn hết rồi hay sao em ạ. Thôi, chắc đi em ạ nhỉ. Tầm này nó núp trong nhà thì chịu. Trừ phi máy bay này xả đạn vào nhà, sập nhà thì mình còn chơi được ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ chỉ huy nhá. Súng thường còn sấy kinh thế. Sấy gần rụng luôn này. Thì nhà anh em cứ cầm súng thường mà sấy. Cũng đau phết đấy anh em ạ. Toàn rồi. Bốc cháy thôi anh em ạ. Rồi, nói chung hàng cũng gọi là hết đát thì thôi. Bắn nốt. Mình sẽ đáp xuống lấy xe đi nhá. Đây, tầm này hợp lý này. Đấy, đáp điều luyện chưa? Sười. Ok, sao đây? Vãi cả nho ạ. À. Đáp mượt đến cái mức mà văng game luôn mà. Ảo thế đấy. À, ngoài lề một tí. Anh em nào nghe giọng của tôi nó bị gọi là like nhiều miền không? Kiểu kiểu dính một tí miền Trung, dính một tí miền Bắc, dính một tí miền Nam ấy. Nhiều cứ đi trà trộn nhiều anh em lại bảo tôi nhái giọng nhưng mà thế luôn tôi đi hiểu sao nhá, kiểu nói chuyện với nhiều người quá tôi bị like sao ấy, nhiều lúc tôi nói bình thường ấy nhưng mà nó lại ra những cái khác là tôi chả biết được, tôi chả hiểu luôn, không biết là anh em mà nghe thấy nó như thế nào thì anh em mà comment cho tôi biết với nhá. Thực ra tôi biết thì tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, tôi chả sửa được đâu. Cái gì tự nhiên thì cho nó tự nhiên đi cũng được nhỉ, nó cũng đâu có khó nghe đâu đúng không. Kinh quá nhở, không biết bắn thằng nào ở dưới mà phi xuống như thế. Chạy lại bù tí đồ nha mà, biết đâu đây có cái súng phóng lựu, mình thấy có người đó này, nhưng mà thôi lấy đồ trước đã.
chắc là nó bú được đồ trong này đấy. Hàng ngon, hàng ngon, đớp mệnh thôi. Nó chạy vào trong rồi nha bạn, nó vào trong nhà rồi. Mình thấy là nguyên team ấy, đông ấy em ạ, ra xa như này bắn nhau nó vui nha bạn. Lại gần là nó hay cái kiểu lấy thịt để người ấy, xong nó hay chơi quả tự sát chết cả mình cả nó ấy, xong rồi nó lại cứu nhau, cay thật sự. Ui ghê vậy, lấy bay công mình luôn à? Vãi cả nho còn phơm luôn. Còn một tí nữa đâu nhỉ? Nó ở ngay mấy cửa sổ thôi. Đây. Ui. Sao lại phá được thang vậy? Đồ ngon trong đấy đây sao? Cũng bình thường thôi. Cái này là súng phóng kiểu gì nhỉ? À, cái này là kiểu khóa mục tiêu phương tiện thôi, không ngon. Này cũng thế, hàng này không ngon nha. Mình thì mình thích cái loại mà bé bé hơn ấy, cái loại mà tự khóa mục tiêu được bằng cách mình điều khiển. Mình tính vào bo nhưng mà nó cứu lại anh em ạ. Bây giờ vẫn chưa hiện kill phải quay lại. Ôi giời, ngon luôn. Đây, có cái sửa xe này. Mấy cái này rất là quan trọng nha. Nó sửa được cả tất cả các loại phương tiện hay sao ấy. AK này. Nó cứu lại thằng này anh em ạ. Ôi, giờ này vẫn còn robot à? Ủa kìa, trời ơi. Ui, gốc cây à? Cái đây nhỉ? Quay lại từ mình này, nó thấy mình rồi. Cày thế nhở? Đi. Hai thằng em ạ. Này là một thằng lái, một thằng bắn hay sao ấy nhở? Một thằng sấy cái súng 6 nòng cái kia. Nó phá xe của mình rồi. Rất là khó chịu nhá. Cứu bạn à? Này thì cứu à. Ơi, có robot ngon nha. Ok, trong kia nó bắn rồi. Bố là con robot đấy ngon đấy. Nhưng mà không thơm. Ui, bắn rụng luôn ạ. À. Và ai? Ác thật sự. À, đứng kê mình ở đây. Biết ngay mà. Ui, lag thế. Ông này chạy lag quá rồi. Bỏ đào không nha.
Sao hết đạn đi em ạ? Bắn phải nắn nốt. Còn đồng đội nó ở trong này em ạ. Nhưng mà thôi, góc cong lên khá là sâu. Còn ba này. Vẫn còn một đấy em ạ. Đi. Vậy còn một thôi. Qua làm tí đạn không nhỉ? Ui, có xe này. Không kịp lấy đạn rồi, thôi. Còn một thôi mà. Nhưng nó có xe nhau ạ. Ui, xe tăng ạ. Vãi nho. Đùa nhau à? Xe tăng chơi kiểu gì? Chết rồi. Ôi, đâm đầu nhưng mà kiểu gì cũng chết đấy em ạ. Xe tăng bắn bao giờ nó mới chết được nó. Cái thế nhở? Nên chơi game để thắng à? Đùa. Cất được con xe tăng đến cuối luôn ạ. Rồi bye bye các bạn. Các bạn xem những video là sao nhá. Bye bye.